hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay là tối ngày thứ tư tại hoa kỳ ở việt nam các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi và hôm nay đó cũng là một ngày mà đầy giao động các bạn và thật ra đó tuần này chúng ta biết là có rất là nhiều những cái lời phát biểu đến từ fed các bạn nhưng mà trên căn bản đến bây giờ cũng đã nửa tuần ở hoa kỳ rồi chúng ta cũng chưa thấy có một phát biểu nào gọi là nổi bật hết đương nhiên đó cái người quan trọng nhất đó chính là chủ tịch john Powell sẽ phát biểu vào ngày thứ sáu và chúng ta cũng nhận được thu nhớ cũng là ngày thứ sáu đó chính là chỉ số phần trăm lạm phát PCE thì à, phải đợi đến cuối tuần chúng ta mới có những tin tức lớn từ thị trường tài chính nói chung nhưng mà chúng ta đã thấy được cái sự dao động ngày hôm nay đó khi mà giá cả tăng lên tới cái mức cao hồi sáng này là 71.800 đô rồi sau đó nhanh chóng giảm xuống trong phạm vi chỉ một giờ đồng hồ thôi các bạn tới cái mức là 68.400 đô trước khi mà tăng ngược trở lên tới cái mức là gần như là 70.000 đô bây giờ chúng ta mức là 69.000 đô thì cái sự dao động này đó là đến từ một cái thông tin lớn các bạn đó chính là thông tin liên quan tới Coinbase thì Coinbase hồi sáng này đã gặp một cái sự thất bại tại tòa án khi mà đối đầu với SEC thì cái thất bại đó là gì nó có quan trọng hay là không chúng ta sẽ nói tới chi tiết trong video này cũng như là chúng ta ngày hôm nay đó thì có CEO của BlackRock là Larry Fink cũng đã được mời lên phỏng vấn và đã nói một số điều cũng rất là Bolus rất là quan trọng liên quan đến Bitcoin liên quan tới Ethereum tôi sẽ chia sẻ trong video này chúng ta đương nhiên cũng sẽ dành thời gian để mà nói về dòng tiền của Bitcoin Spot ETF đó vẫn là cái tin tức lớn các bạn và không biết là nhiều bạn cũng mới đến kênh cho nên vẫn có những câu hỏi là cái dòng tiền này đó khi mà có dòng tiền âm nó có ý nghĩa gì khi mà có dòng tiền dương nó có ý nghĩa gì thường sẽ cố gắng chia sẻ lại nhanh chóng trong video này nhưng mà chắc khoảng chừng là một tháng hai tháng thôi mới lập lại một lần thôi các bạn chứ nếu không thì sẽ khá là nhàm chán và chúng ta còn nhiều những thông tin nổi bật khác tôi sẽ chia sẻ trong video này. Này. À, chúng ta cũng có một cái công ty mà họ thông báo mua Bitcoin đó sau đó các bạn hãy nhớ là công ty đào vàng đã có cái sự tăng trưởng là hơn 1.000% ngày hôm qua hôm nay đó thì giá cổ phiếu đã đâm rất là nhanh cho bạn và có một cái thông tin rất lớn tôi muốn chia sẻ trong video này chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì à, giá Bitcoin chúng ta nói đến rồi cái sự dao động ngày hôm nay chủ yếu là đến từ tin tức liên quan tới Coinbase nhưng mà cái tin tức đó, đó thật thực ra vẫn chưa có phải là đáng lo ngại đâu các bạn tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết trong video này đương nhiên là không tốt rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa có biết kết quả gì đâu cho đến khi ra tòa. Chúng ta nhìn thấy được là tổng số hóa ngày hôm nay đã thì giảm 2.1% phần trăm này là tương đương với lại phần trăm giảm của Bitcoin các bạn là 2.2%. Tổng số vốn hóa bây giờ vẫn còn rất là tốt là hơn 2,7 nghìn tỷ và trong những đồng lớn đó các bạn nhìn thấy được là ngoại trừ Dogecoin tăng 6.1% ra đó phần lớn là màu đỏ xuống cùng với lại Bitcoin các bạn và ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được khi mà chúng ta chuyển qua đô la để cho dễ thấy phần lớn ngày hôm nay là màu đỏ các bạn thấy là cũng còn một số đồng có sự tăng trưởng như chúng ta thấy được là Mantle thì vẫn tăng trưởng 27% Doge thì cũng tăng trưởng ngày hôm nay Bitcoin khác nhưng mà đó là những ngoài lời các bạn. Phần lớn nó đều đã có sự điều chỉnh cùng với lại BTC Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với tin tức lớn nhất ngày hôm nay Thì để hiểu được tin tức này như thế nào đó Thì Thùng nghĩ Thùng phải chia sẻ Trước đó là sao Tại vì nếu không các bạn sẽ rất khó hiểu các bạn Chúng ta phải trả trở về cái thời điểm đó Là đây là cái thời điểm mà Thùng đã làm video Vào tháng 6 của năm ngoái các bạn Chúng ta phải trả trở về tháng 6 của năm ngoái Thì lúc đó chúng ta đã nhận được một cái thông tin Đó chính là SEC đó đã chính thức đệ đơn Để mà kiện Coinbase sau khi mà họ kiện Binance Thì họ kiện Coinbase là việc hai đi do chính. Thứ nhất, họ nói Coinbase đã cho giao dịch một số đồng mà nói với họ đó chính là chứng khoán mà chưa đăng ký. Và họ đã nêu tên một số đồng. Các bạn thấy được trong đó chúng ta có đồng Solana, Cardano, Matic, Fusion, Axie, Chili, Flow, ICP, Near, VGX, Dash và Nexo Đây là những đồng mà họ đã nêu tên là chứng khoán mà chưa có được đăng ký Và họ nói đây là những đồng đại diện mà thôi Chứ còn những đồng khác nữa Nhưng mà họ sẽ không thể nêu hết tất cả các tên được Nhưng mà rất là rõ ràng các bạn thấy là Ngay cả hồi tháng 6 đó Họ kiện Coinbase lớn như vậy Họ vẫn không có liệt kê Ethereum ở trong danh sách này Và thường sẽ chia sẻ thêm về Ethereum một lát nữa Khi mà chúng ta nói tới cái thông tin liên quan đến BlackRock CEO Tại vì họ cũng đang chờ đợi để có Ethereum Spot ETF Thì chúng ta đã nghe rất là nhiều những tin tức gần đây nhận định của Bloomberg đó là chúng ta sẽ không có một quỹ Ether Spot ETF vào tháng 5 của năm nay. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là Rayscale đó thì tổng chân lý của Rayscale không nghĩ như vậy. Nghĩ là vẫn có khả năng đó. Nhưng mà Larry Fink, CEO của BlackRock nghĩ như thế nào các bạn? Cái đó mới là quan trọng. thôi sẽ chia sẻ một lát nữa. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại với điều kiện của Coinbase cách đây khoảng chừng là wow, bây giờ đã là tháng 3 rồi các bạn đã 9 tháng trước đây rồi. 9 tháng trước đây đó SEC đã đệ đơn kiện và họ thứ nhất là nói những đồng này là chứng khoán chưa đăng ký thứ hai nữa. Họ nói là cái dịch vụ staking của Coinbase cũng là một hợp đồng đầu tư, tại vì người ta gửi tiền cho Coinbase để mà staking, nên Coinbase có nhiệm vụ và có trách nhiệm để chia lợi nhuận cho nên đó là một hợp đồng đầu tư thì đây là hai cái lý do tại sao mà SEC kiện Coinbase thì cái vụ kiện này đó cuối cùng đã đến ngày ra tòa rồi các bạn nhưng mà sau khi mà bị kiện đó thì Coinbase cũng đã gửi đến một văn bản nói với lại tòa án đó là hãy hủy bỏ vụ kiện này tại vì nó cực kỳ vô lý và có nhiều lý do họ đã đưa ra thông cũng đã chia sẻ trên video trước đây rồi thì ngày hôm nay đó cái mà chúng ta nhận được đó chính là tòa án đã phản hồi Coinbase các bạn sau khoảng chừng 9 tháng đó tòa án cuối cùng cũng đã đến cái thời điểm sử dụng này thì thẩm phán trong vụ kiện này đã từ chối đề nghị hủy bỏ vụ kiện nói là SEC đó có lý do tin là Coinbase đang cung cấp một số dịch vụ là chứng khoán điều này có nghĩa là vụ kiện sẽ tiếp tục ra tòa và hai bên sẽ phải trình bày quan điểm của mình và bằng chứng của mình tuy đây chỉ là từ chối đề nghị hủy bỏ vụ kiện nhưng mà cũng là một chiến thắng cho SEC đó các bạn sau một chuỗi dài thất bại tại tòa án, không thể nào nói khác hơn được không biết là có nhiều người đó, trong đó có thuận luôn các bạn không có thích SEC bây giờ cho nên họ sẽ nói là cái này là Coinbase vẫn chiến thắng tại vì có một phần, thực sự Coinbase đã thắng nhưng mà nhìn chung đó, hôm nay là một ngày mà SEC đã ít ra có thể gỡ được mặt mũi các bạn sau một chuỗi dài thất bại tại tòa án khi mà đối đầu với những công ty crypto. Và đương nhiên có rất nhiều sự lo lắng các bạn khi mà cái thông tin này được chia sẻ đó thì thông cảm thấy là nhiều người cũng không có hiểu rõ cái bối cảnh như thế nào để thường chia sẻ để mà hiểu rõ hơn thì nhiều sự lo lắng sau khi mà có cái tin tức này hiện giờ đó thì uh, chưa có gì để lo lắng hết các bạn điều này chỉ nói lên được là cả hai sẽ phải chính thức ra tòa mà thôi cũng giống như là khi mà chúng ta thấy SEC kỷ một đơn vị nào đó như là chúng ta nói tới là SEC kiện Ripple đi thì uh, Ripple có thể là nói với thẩm phán là hủy bỏ vụ kiện thẩm phán chỉ nói là không tôi nghĩ là bên kia cũng có lý do của bên kia bây giờ hãy ra tòa để hai bên có thể trình bày quan điểm và những lập luận cũng như những bằng chứng trước tất cả mọi người. Các bạn thấy được là Coinbase sẽ nói với thẩm phán là đừng nghe lời SEC chỉ tốn thời gian thôi. Sau đó thẩm phán nói là chưa chắc đâu. Hai người bây giờ hãy ra tòa đi rồi mới tính tiếp. Thì một trong những cái sản phẩm mà thẩm phán nhắc đến đó chính là liên quan đến staking. Hiện bây giờ đó thì các bạn thấy được là thẩm phán trong cái vụ kiện này đó thì bà chỉ nói có hai điểm thứ nhất bà nói là ở bên SEC đó thì họ cũng có lý do tin là có một số đồng không phải là tất cả nhưng mà có một số đồng Thật sự là chứng khoán bản chất của nó là như vậy à, và thứ nhì nữa đó thì à, bà nói tới sản phẩm staking thì cũng có khả năng là một loại hợp đồng đầu tư tại vì à, các bạn đã biết là khi các bạn gửi tiền cho một sàn để mà stake đó, thì các bạn mong đợi lợi nhuận và lợi nhuận đó là đến từ một đơn vị chung và trong trường hợp này đó chính là sàn Coinbase và sang Coinbase là người mà sẽ đứng ra để mà stake làm tất cả mọi thứ người mà gửi tiền vào ra chỉ ngồi ra để mà chờ nhận lợi nhuận mà thôi đương nhiên Coinbase cũng sẽ lấy một phần phí của họ nhưng mà các bạn thấy được là khi mà các bạn đưa cho một công ty thứ ba stake thì nó có khả năng cao lại đáp ứng cái bài kiểm tra How We test mà chúng ta đã thường nói đến các bạn nhưng mà nếu các bạn tự stake thì lại khác nữa nhưng mà trong cái sự kiện này đó thì thẩm phán chỉ nói là sản phẩm đó của Coinbase có khả năng mà thôi chứ còn data mới biết được nhưng mà nếu như các bạn tự sử dụng cái ví của Coinbase đó, thì đó không phải là một hợp đồng đầu tư thì ít ra cái phần đó bà đã giải thích rõ trong cái uh, thông báo ngày hôm nay các bạn thì nếu như các bạn sử dụng ví Coinbase thì đó không phải là hợp đồng đầu tư nhưng mà các bạn sử dụng sản phẩm của Coinbase thì đó là một hợp đồng đầu tư và À, các bạn thấy được là đây là những cái thông tin lớn chúng ta nhận được ngày hôm nay cho nên như người bây giờ lo lắng là nếu như với cái thông tin này đó thì những cái dự án mà các bạn sử dụng để mà stake như, như Lido thì sẽ như thế nào bây giờ đó thì đương nhiên vụ kiện này chỉ chú tâm đến Coinbase mà thôi và nó chỉ mới bắt đầu thôi các bạn không biết khi nào chúng ta mới biết kết quả các bạn đang thấy được là cái vụ kiện của SEC và Ripple đã kéo dài tới 4 năm luôn thì nếu như mà đây là vụ kiện chỉ mới bắt đầu đó có thể là nhiều năm sau chúng ta mới biết kết quả cho nên thì bây giờ đó thì vẫn chưa có gì gọi là cần phải cực kỳ lo lắng các bạn. Đương nhiên cũng như là tất cả những cái vụ kiện khi mà ra tòa, ra thường sẽ cố gắng tường thuật lại tất cả những thông tin nhanh nhất có thể với các bạn. Các bạn thấy được là sau khi mà có thông tin này đó thì luật sư trưởng của Combase à, nói là trên căn bản họ đã chuẩn bị cho quyết định của thẩm phán rồi. Tại vì à, các bạn thấy được là hồi xưa đến giờ đó khi mà một cơ quan chính phủ kiện một ai đó thì cái cơ hội để được hủy à, bỏ vụ kiện đó bởi thẩm phán cực kỳ thấp luôn cho nên khả năng cao là sẽ không có được từ chối các bạn và chúng ta cũng đã biết là nhiều công ty trước đây cũng đã à, hỏi thẩm phán để mà từ chối nhưng mà thẩm phán cũng đã không có chấp nhận đề nghị đó thì Coinbase cũng hiểu điều đó cho nên họ nói là cái quyết định ngày hôm nay cũng không vừa là bất ngờ đâu họ đã chuẩn bị rồi cái lý do tại sao mà họ biết khả năng cao đó là sẽ không có được chấp thuận mà họ vẫn gửi đơn tại vì họ muốn biết là quan điểm ban đầu của thẩm phán như thế nào bây giờ họ đã rõ rồi thì đó là sự chia sẻ đến từ luật sư trưởng của thì nhiều bạn nào mà đang sử dụng Coinbase sẽ có cái sự lo lắng là tiền trên đó có an toàn hay là không cái này nó không có liên quan gì đến tiền trên Coinbase của an toàn hay là không các bạn chỉ trên căn bản là SEC đang kiện dân sự đối với Coinbase mà thôi và các bạn thấy được cái này nó khác với là kiện hình sự khi mà bộ tư pháp nhúng tay vào đó thì đó là kiện hình sự đây chỉ là một cái vụ kiện dân sự giữa hai cái đơn vị đó chính là SEC và công ty Coinbase nhưng mà quan điểm của thuận thì các bạn đã biết rồi không lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn cho dù đó là sàn Coinbase nhưng mà cái mà thuận cảm thấy là quan tâm nhiều hơn đó chính là cái số lượng tiền mà đang tập chung ở Coinbase đến từ những cái quỹ Bitcoin Smart ETF các bạn đã nhớ là CEO của Coinbase nói là 90% của tất cả tiền của quỹ Bitcoin Smart ETF bây giờ đã đang được lưu trữ tại Coinbase các bạn à, thì cho dù là không có điều kiện này đi nữa đó, thì chúng ta cũng thấy đó là một cái mối lo ngại mà nhiều người đang nghĩ đến thì bây giờ chúng ta có những cái thông tin ngày hôm nay như là chúng ta thấy được là có một cái công ty tên là Mars thì đây là công ty bảo hiểm đã công bố sản phẩm bảo hiểm dành cho crypto với khả năng bảo hiểm lên đến 825 triệu đô la đây là cái gói bảo hiểm lớn nhất trong lĩnh vực crypto cho đến bây giờ các bạn được thiết kế để mà hỗ trợ những cái tổ chức lưu giữ tài sản kỹ thuật số như là các sàn giao dịch được an toàn. Đặc biệt là những tài sản được lưu trữ trong bí lạnh hoặc là qua giải pháp lưu trữ đa chữ ký như là MPC. Thì trước đây đó những sàn giao dịch thường phải tự thiết lập những cái quỹ dự phòng để đối phó với những cái rủi ro như là bị hát hay là xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bây giờ đó họ có thể là có thêm một sự lựa chọn để chính là có những cái sản phẩm như thế này. Nhưng mà chúng ta thì là con số 825 triệu đương nhiên rất là lớn. Nhưng mà cái số lượng tiền mà sàn Coinbase lưu trữ cho những công ty khác đó thì nhiều hơn con số này. Trên trang bản ra chúng ta muốn thấy là những cái công ty Bitcoin Smart ETF nó họ đa dạng và họ lưu trữ ở nhiều công ty khác nhau. Bây giờ thì vẫn tập trung ở Coinbase hiện tại. Và đó là cái thông tin liên quan đến sàn Coinbase mà tôi muốn mang đến cho các bạn ở đầu video. Các bạn đã thấy được là nó đương nhiên là không phải thông tin tốt rồi nhưng mà nó cũng không phải là một cái thông tin mà khiến cho họ mọi người nên có sự lo lắng như thế này. Trước khi mà chúng ta tiếp tục với những cái thông tin ở bậc trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn CoinX và CoinX là một sàn giao dịch mà có thể nhiều bạn đã rất quen thuộc rồi. Hôm nay đó thì CoinX muốn mang đến cho các bạn một cái thông điệp, một thông tin về hai chương trình của CoinX như sau. Chương trình thứ nhất là đăng ký tài khoản COEX qua link giới thiệu của cô và nhận ngay 10 USD Voucher Futures và cách nhận mới sử dụng Voucher Futures bạn có thể xem tại cái bài trên màn hình Thứ hai là chương trình ưu đãi 100 USDT cho người mới tham gia đăng ký từ hôm nay cho đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2024 thì các bạn có thể hoàn thành những nhiệm vụ sau và nhận bonus Thứ nhất là nhiệm vụ hoàn thành việc đăng ký tài khoản và nhận cái vé hoàn phí giao dịch 1 USDT Thứ hai là hoàn thành nạp tiền trên 50 USDT ở lần đầu tiên sẽ nhận được vé là 4 đồng USDT. Hoàn thành giao dịch giao ngay sẽ nhận được tổng số vé là 45 đồng USDT và thứ tư hoàn thành giao dịch future sẽ nhận được cái vé là 50 USDT. Ngoài những chương trình này đó thì ngày 24 mỗi tháng sang COEX đều sẽ có cái sự kiện Brand Day. Các bạn quan tâm có thể tìm hiểu và tham gia. Như thường lệ đó những thông tin chi tiết nằm bên dưới cái video này ở phần mô tả. Chứ như mà nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Coinex x, chúng ta bây giờ hãy trở lại với những tin tức nổi bật trong video này và chúng ta nhìn thấy thị trường rất là dao động hồi sáng này tuy là như vậy đó thì khi mình thường xem cái số lượng tiền mình thanh lý ngày hôm nay đây thì không phải là nhiều lắm đâu các bạn cái ngày hôm nay đó thì cái số lượng mình thanh lý là 258 triệu đô la chúng ta có thể thấy được là cả hai bên luôn long và short bị thanh lý như là chúng ta nhìn vào những cái thanh này mỗi thanh là một giờ các bạn hồi sáng này đó chúng ta được là có những lúc giá dao động đó, thì trong khoảng thời gian một giờ này chúng ta có tổng cộng là 21 triệu lệnh long bị thanh lý và 17 triệu lệnh short bị thanh lý các bạn lý do chúng ta cũng đã biết rồi tại vì giá tăng lên nhanh rồi sau đó giảm xuống nhanh các bạn rồi sau đó lại có cái sự hồi phục cho nên chúng ta mới có hiện tượng bị thanh lý cả hai đầu như thế này nhưng mà hôm nay cũng không phải là một ngày mà có hiện tượng thanh lý lớn đâu chúng ta nhìn thấy được là giá tuy là dao động trong ngày nhưng mà chúng ta nhìn thấy là cái giá 71 xuống còn 68 đó thì cũng là dao động nhưng mà cũng không phải là quá dao động nhiều so với những cái chúng ta đã thấy trước đây rồi các bạn mỗi ngày dao động 2 3 ngàn đô là điều chúng ta đã thấy gần đây rồi tại vì giá bây giờ đó đã gần 70.000 đô và khi các bạn zoom ra thì trên căn bản giá Bitcoin vẫn đang sideways hiện tại sau khi mà trở về cái mức là gần 70.000 đô chúng ta bây giờ đó hãy nhìn vào một số những thông tin khác như là phần trăm Bitcoin có lời thì ngày hôm nay đó phần trăm này đã sao các bạn? Hôm nay phần trăm này đã giảm xuống từ ngày hôm qua các bạn. Hôm qua là giá 70.000, hôm nay là 69.000 thì uh, các bạn đã nhìn thấy được là cái phần trăm Bitcoin có lời bây giờ là 95.28% thì vẫn rất là cao các bạn vẫn đang trong dùng màu đỏ hiện tại vẫn còn rất nhiều người đang có lời tại vì giá bây giờ đó vẫn đang rất là tốt sau lịch sử các bạn 69.000 đô là cái đỉnh của năm 2021 chúng ta không có dành nhiều thời gian trên cái mức này đâu chúng ta bây giờ hãy nói tới Bitcoin Smart ETF đi thì uh, ngày hôm nay dòng tiền như thế nào các bạn thì hôm nay đó cuối cùng chúng ta tiếp tục có thêm một ngày có dòng tiền dương các bạn vào BlackRock Cục đá đen đã lấy lại được phong độ các bạn Hôm nay đã có 324 triệu Đi vào quỹ của BlackRock Chúng ta thì được là có một quỹ khác Cũng khiến cho mọi người cực kỳ bất ngờ Đó chính là ArkInvest. Ark invest ngày hôm nay đó đã thu vào 201 triệu thương đó cái quỹ này thu vào rất ít các bạn ARK Invest là cái quỹ này nè các bạn ARKB này thì các bạn nhìn thấy được là nhiều ngày thu vào chỉ có vài triệu rồi nhiều ngày đó thì tốt hơn thu vào khoảng chừng là 20-40 triệu nhưng mà các bạn nhìn thấy được là hai ngày gần đây đó đã tăng lên rồi ngày hôm qua thu 73 triệu hôm nay thu vào 200 triệu thì không biết là tại vì Cathie Wood đã có chiến lược mới để mà thu hút dòng tiền hay như thế nào nhưng mà quỹ này đang tăng tốc lên ngược lại ra một quỹ khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu là chúng ta nhìn thấy quỹ Fidelity Fidelity đó thì hai ngày qua rất là sung các bạn hai ngày qua đây chúng ta nhìn thấy Fidelity đó thu vào 260 triệu 280 triệu nhưng mà hôm nay không biết tại sao chỉ có 1.5 triệu mà thôi nhưng mà không sao cả đối đầu với lại cái số bán lớn đến từ Rayscale đó là 300 triệu thì những cái con số thu vào vẫn cho chúng ta có một ngày dương tổng cộng là 254 triệu đô la các bạn ngày thứ ba liên tục tuần vừa rồi là một tuần mà cả tuần chúng ta có dòng tiền ra hôm nay đây chúng ta đã nhìn thấy được là lại thêm một ngày xanh trong thị trường này có dòng tiền dương đi vào thị trường và đương nhiên có nhiều bạn mới đến kênh thì vẫn cảm thấy khó hiểu về những cái thông tin như thế này thì cái các bạn nên hiểu đó là những tin tức này thứ nhất nó sẽ có cái độ trì hoãn tại vì dòng tiền này đó nó thường là phải tốn 1 tới hai ngày thì mới có bán hay là mua bitcoin xảy ra chứ không phải là ngay lập tức đâu thứ nhì nữa là các bạn nên hiểu là những quỹ bitcoin smart etf này là họ sẽ thu mua hoặc là bán trên sàn otc chứ không phải là trên sàn spot khi nào mà sàn otc không còn nhiều nữa đó thì họ mới lên sàn spot để mà thu mua cho nên cái hiệu ứng đó, nếu như các bạn nhìn từ ngày một thì các bạn sẽ không có thể nào mà đưa ra được kết luận đâu cái bạn phải nhìn một chuỗi ngày liên tục nếu như các bạn muốn hiểu rõ hơn đó các bạn hãy nhìn vào lịch sử của dòng tiền của Bitcoin Smart ETF đó, trong dòng từ lúc mà có tới bây giờ các bạn giống như là chúng ta nhìn là từ tháng 1 tới bây giờ thì các bạn nhìn thấy được là phần lớn là những ngày mà có dòng tiền vào thị trường này nhiều hơn là rút ra dẫn đến là khi các bạn để cái biểu đồ giá của Bitcoin rồi các bạn so sánh với cái biểu đồ dòng tiền vào của những Bitcoin Spot ETF thì các bạn mới thấy rõ ràng hơn là đúng là dài hạn đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái dòng tiền của Bitcoin Spot ETF sẽ lấn qua trên sàn Spot nhưng mà từng ngày một nó sẽ rất là khó cho nên các bạn sẽ không thể nào mà suy ra được đâu nhưng mà các bạn có thể hiểu như thế này tới cuối cùng đó là cho dù là thu mua trên sàn OTC đi nữa đó thì nó cũng là một phần của 21 triệu các bạn không còn một kho nào ngoại trừ cái số lượng ấn định cho nên à, tới cuối cùng đó, thì các bạn nhìn thấy được là những quỹ này họ thu mua trên sàn OTC cũng là cái lực mua các bạn và cái lực cung trên sàn OTC đã có từ trước đến giờ rồi bây giờ đột ngột lại có cái lực cầu nó tăng lên à, và cũng có thể hiểu là có thể một số người trước đây cho dù để chúng ta không có thấy những quỹ này đã mua trên sàn spot một thời gian khi mà trên sàn OTC vẫn còn Bitcoin nên nhưng mà các bạn thấy là có thể là có một số những cái người mà lưu trữ nhiều Bitcoin trước đây họ phải bán ở trên sàn spot tại vì không có nhiều nhu cầu ở trên sàn OTC bây giờ đã lại có thêm nhu cầu thì thay vì bán trên sàn spot họ lại bán trên sàn OTC khiến cho cái lực bán trên sàn bình thường nó bị giảm đi các bạn và đó là cái sức ảnh hưởng lâu dài nhưng mà ngắn hạn đó thì rất là khó nói ngắn hạn như thường đã thường chia sẻ với các bạn chúng ta nên hiểu là dòng tiền ra và vào của Bitcoin spot đi theo như cái kính phóng đại các bạn khi mà chúng ta đang trong cái tình hình tốt đó thì chúng ta nhìn thấy giá sẽ tăng rất là nhanh tại vì nó phóng đại lên các bạn không những chúng ta có dòng tiền vào từ thị trường thông thường mà còn đến từ thị trường ETF nữa và khi mà ra cũng sẽ như vậy nó sẽ phóng đại lên các bạn dòng tiền rời khỏi cả hai nhưng mà đến cuối cùng nó như thường thường chia sẻ đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ có thêm một dòng tiền mà trước đây không có và tiền vào tiền ra nhưng mà tới cuối cùng vẫn sẽ có tiền ở lại các bạn và cái số đó nó sẽ tăng theo thời gian và đó là cái hiệu ứng dài hạn của Bitcoin Spot ETF và chúng ta thật sự chỉ mới thấy sự khởi đầu thôi bạn chúng ta vẫn đang trong giai đoạn 1 giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đó thì vẫn chưa thực sự nó phát huy đâu nhưng mà chúng ta hãy dành một ít thời gian để mà nói tới quỹ GBDC của Rayscale thì các bạn nhìn thấy được rất là rõ ràng là Rayscale không hề có cái dấu hiệu chậm lại chúng ta đã chứng kiến khoảng chừng là hai tuần nữa cái lực bán chậm lại rất rõ ràng các bạn ngay thời điểm này vào đầu tháng 2 nhưng mà sau đó thì lại tăng trở lên và liên tục tăng các bạn không hề có có dấu hiệu là chậm lại trong vòng mấy tuần qua thì có nghĩa là gì có nghĩa là họ thật sự là muốn bán hết đối với này như vậy và cứ tiếp tục như vậy như các bạn đã biết là trong vòng khoảng chừng 7 tuần nữa thì sẽ chẳng còn bitcoin nào trên rescale để mà bán Tại vì đến bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được là chúng ta đã đi qua cái tháng thứ ba của Bitcoin Spot ETF rồi chúng ta đã kết thúc hai tháng rồi. Thì trong vòng chỉ hai tháng thôi các bạn đã thấy là cái số lượng tiền rời khỏi của quỹ Rayscale GBTC đã là hơn phần nửa rồi. Thì nếu như vậy đó thì không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu các bạn. Và khi mà cái lực bán của Rayscale không còn nữa đó, lực mua của những cái quỹ này vẫn như vậy thì sẽ dẫn đến cái nguồn cầu sẽ rất là cao. Đương nhiên một số cái số tiền được bán bởi GBTC đó thì dồn qua những quỹ khác cái đó là điều hoàn toàn hợp lý các bạn nhưng mà chúng ta vẫn có lực mua ngoài cái số tiền bán GBTC chuyển qua những quỹ này tại vì chúng ta vẫn thấy là có dòng tiền dương khi mà trừ ra cái số được bán bởi GBTC rồi và chúng ta cũng thấy được là có thêm một quỹ ETF mới sẽ tham gia vào đó chính là cái quỹ Tidal và Hasdex thì đây sẽ là cái quỹ Bitcoin Smart ETF thứ 11 tại Hoa Kỳ. Cái bài thấy là bây giờ chúng ta có 10 quỹ, bây giờ là sẽ thêm một quỹ nữa là quỹ thứ 11 chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Hồng Kông các bạn, tại vì ở Hồng Kông đó họ cũng muốn như là ở Hoa Kỳ có những quỹ Bitcoin Smart thép nhất là sau khi chúng ta đã biết là nước Anh đó, thì sắp sửa có cái quỹ Bitcoin ETN thì ở Hồng Kông đó chúng ta thấy được là có hai công ty quản lý tài sản lớn đó chính là VSFG và Value Partners hai công ty này đó họ sẽ hợp lại với nhau và cùng nhau nộp đơn xin để mà lập quỹ Bitcoin ETF tại Hồng Kông và nhiều người cho là khi mà quỹ Bitcoin ETF ở Hồng Kông đó, nó xuất hiện thì sẽ có thể thu hút được dòng tiền ở khu vực đó các bạn dòng tiền của châu Mỹ đó hoặc là một phần của châu Âu đã đang hút về quỹ Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ khi mà Hồng Kông có thì sẽ thu hút được dòng tiền ở cái khu vực đó thì nó cũng sẽ có một hiệu ứng rất là tốt cho Bitcoin dài hạn và cũng như là CEO của Crypto Khoa nói đó đây là một cái chu kỳ rất là khác với trước đây đương nhiên là có cái điểm giống các bạn nhưng mà các bạn đang thấy được một điểm khác rất là rõ ràng đó chính chúng ta đã có một cái đỉnh mới trước khi mà có Bitcoin having đây là một trong những điều mà chưa từng có trước đây và thêm vào đó đây là một trong những cái đợt tăng trưởng mà được dẫn đầu bởi những cái công ty lớn ở phố các bạn giống như là những quỹ Bitcoin Smart ETF trước đây đó thì những sự tăng trưởng của Bitcoin và crypto đã dẫn đầu bởi những retail trader như là những cái nhà đầu tư thông thường như là thuộc các bạn thì trên căn bản bây giờ chúng ta cũng có những bạn mới tham gia nhưng mà nó vẫn chưa có nhiều đâu các bạn Thường có thể thấy được thông qua Cái số lượng người sub của kênh Có thể thấy được là cái số lượng view Thì chỉ bằng khoảng chừng một nửa so với là Cái thời điểm sôi động năm 2021 mà thôi Thì chúng ta vẫn chưa thực sự đã thấy có nhiều retail trader đến đâu Nhưng mà chúng ta đã thấy được là Hàng loạt những công ty lớn đã đến thị trường này Đây là một cái chu kỳ rất là khác không biết là kết thúc có giống hay không nhưng mà bây giờ đã có rất nhiều điểm khác các bạn và nó cũng là một trong những điều khiến cho thùng và các bạn cực kỳ có hứng thú tại vì chúng ta lại tiếp tục chứng kiến những lịch sử mới được sinh ra các bạn chúng ta không biết được là một tháng nữa hai tháng nữa nó sẽ ra sao chúng ta có lòng tin là sẽ rất là tốt các bạn cho chu kỳ này nhưng mà chúng ta không biết được là một tháng hai tháng tới cuối năm giá sẽ ra sao tại vì chúng ta thấy được là tới bây giờ đó chúng ta đã có định mới rồi trong khi mà dựa theo lịch sử chúng ta phải đợi đến cuối năm nay thì chúng ta mới có định mới bây giờ đã có rồi cho nên mỗi một ngày thường thức dậy đó thì thường cảm thấy rất là hào hứng các bạn và chúng ta cùng nhau chứng kiến những ngày bitcoin đầy sôi động và bất ngờ các bạn thấy được là chúng ta cũng có một cái uh, cuộc phỏng vấn với lại bitcoin ceo thì Bitco CEO nói là nếu như mà bạn không thể chịu được 20% điều chỉnh của Bitcoin thì bạn không xứng đáng có được 600% tăng trưởng của Bitcoin các bạn. Nhưng mà đó là sự thật, nhiều người đó thì lo lắng nói Bitcoin quá dao động, quá nguy hiểm. Nhưng mà đó là cái điều cần thiết đi kèm với là sự lợi nhuận các bạn. Có thể nói là dao động là cái giá phải trả để có được lợi nhuận tốt. Các bạn có thể được là có nhiều tài sản khác không phải là tài sản nào cũng dao động mạnh hay là dao động ít tùy theo là các bạn có cái nhu cầu như thế nào mà thôi nếu như các bạn không thể chấp nhận được một cái tài sản mà dao động quá nhiều thì các bạn đương nhiên có thể tìm đến những cái tài sản dao động ít hơn như là bất động sản hay là chúng ta nói tới bạn các bạn những cái tài sản đó dao động ít hơn nhưng mà ngược lại sự tăng trưởng cũng chậm hơn bitcoin là một cái tài sản mới vốn hóa nhỏ hơn cho nên sự dao động sẽ nhiều hơn các bạn mà ngược lại cái sự tăng trưởng cũng cao hơn cho nên cái đó là cái giá phải trả chúng ta không thể nào mà có dao động ít mà lại muốn có có cái sự lợi nhuận nhiều được và điều khác nữa được nói tới bởi Bitcoin CEO ra thì trên căn bản bây giờ chúng ta chủ yếu là chỉ thấy dòng tiền đến từ những tổ chức đầu tư mà thôi retail trader là những người đầu tư thông thường thì trên căn bản nó vẫn chưa thật sự đi vào thị trường này đâu chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian nữa và chúng ta thì là cũng có cái cuộc phỏng vấn với lại Bitwise CEO có nghĩa là giám đốc đầu tư của Bitwise thì Bitwise là một trong những cái công ty mà hiện bây giờ đã có Bitcoin Spot ETF thì ngay bây giờ đó chúng ta đã thấy được là Bitcoin Spot ETF đó là một cái chứng minh cho thấy được là Bitcoin đã trở thành một phần của thị trường tài chính rồi được ủng hộ bởi những công ty lớn nhất trên thế giới, các bạn. Chúng ta nói tới Blackrock là công ty quản lý đầu tư lớn nhất trên thế giới. Chúng ta có Fidelity là công ty quản lý đầu tư lớn thứ ba trên thế giới. Chúng ta ngày càng có sự ủng hộ đến từ nhiều công ty. Ngay cả các bạn nhìn thấy được là nhiều công ty như là công ty Reddit cũng đã âm thầm lưu trữ Bitcoin từ bấy lâu nay chứ không phải chúng ta chỉ nói tới những công ty như là MicroStrategy như là Tesla, như là Coinbase vân vân, các bạn. Chúng ta có những Quốc gia ủng hộ Bitcoin chúng ta có những tiểu bang ủng hộ Bitcoin, chúng ta có những nghị sĩ ủng hộ Bitcoin, chúng ta có quốc hội ủng hộ Bitcoin các bạn. Cho nên cái khả năng mà nói là Bitcoin chở về con số 0 nó bây giờ cực kỳ thấp vì cái lý do đó cho nên uh, CEO các bạn Giám đốc đầu tư của Bitwise Matt Hogan đã nói là cái câu chuyện bây giờ được nói đến trong cái giới mà tư vấn đầu tư đó thì sẽ phân bổ khoảng chừng là 3% chứ không phải là 1%. Trước đây họ nói là phân bổ 1% tại vì trước đây đó cái lòng tin của họ thấp hơn bây giờ. Bây giờ đó lòng tin của họ cao hơn. Có thể là làm cái bạn khó hiểu tại sao trước đây giá rẻ họ không mua bây giờ giá cao họ lại mới có hứng thú. Thì đối với nhiều người đó khi mà giá thấp thì họ lại cảm thấy không an toàn các bạn khi mà họ đã xác nhận được là một cái tài sản mới được chấp nhận rộng rãi thì họ mới có lòng tin cao hơn cho dù lúc đó giá đã cao hơn rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy là tốt hơn là mua lúc đó hơn là lúc trước đây tại vì nguy hiểm nó thấp hơn cho nên bây giờ đó có thể là phân bổ lên tới 3% đó chính là sự chia sẻ đến từ giám đốc đầu tư Matt Hogan các bạn và năm nay đó đã là năm 2024 rồi chúng ta đã có rất nhiều những thông tin là Bitcoin được chấp nhận khắp nơi các bạn đã có Bitcoin Spot ETF chúng ta có chính phủ lưu trữ Bitcoin chúng ta có chính phủ DCA Bitcoin chúng ta có những công ty lớn ủng hộ chúng ta sẽ nói tới Larry 1 một lát nữa cho nên nếu như mà các bạn vẫn có cái sự lo lắng liên quan tới Bitcoin đó thì các bạn có thể Google để tìm hiểu thêm thông tin các bạn nói thật năm nay đã năm 2024 rồi các bạn Google cái gì cũng có hết tiếng Anh cũng có, tiếng Việt cũng có. Quan trọng là các bạn có tin hay là không tin mà thôi. Các bạn tin thì các bạn sẽ kiếm có vô số nhiều lý do để tin Bitcoin. Các bạn không tin các bạn cũng có thể kiếm có những lý do để mà không tin Bitcoin. Quan trọng là bạn mà thôi. Nhưng mà bạn tin cũng được, bạn không tin cũng được. Bạn nghĩ gì cũng được, thuần nghĩ gì cũng được. Và Warren Buffett nghĩ gì cũng được hết các bạn. Vấn đề là quan trọng là thị trường nghĩ gì mà thôi và bạn nghĩ nó có giá trị hay là không có giá trị cũng không quan trọng thị trường nghĩ nó có giá trị là nó có giá trị đó là cái mà thùng muốn chia sẻ đây với các bạn và chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan tới Ethereum đi trước khi mà nói tới cái cuộc phỏng vấn của Lê Phênti nó có liên quan với nhau thì chúng ta đã thấy được là ngày hôm nay công ty Fidelity đã chính thức nộp đơn S1 nói chung đây là một trong những cái đơn đăng ký mà nộp cho quỹ Ethereum Smart ETF ngày hôm nay hiện bây giờ đó chúng ta đang có chín công ty đang chờ đã được duyệt. Và chúng ta nhìn thấy được chính công ty này đó chúng ta có những công ty quen thuộc uh, trong thị trường này chúng ta có Venex, chúng ta có Ark chúng ta có hashtag, chúng ta có Rayscale Invesco, Investco, Fidelity IC của BlackRock và Franklin các bạn đây là những công ty mà họ đang chờ đợi được duyệt và các bạn nhìn thấy được là những cái ngày hết hạn này cũng không quan trọng cái quan trọng là cái ngày final deadline các bạn cái hạn chót và hạn chót chúng ta có đó chính là ngày 23 tháng 5 cho cái quỹ vàng S các bạn thì tại sao lại quan trọng tại vì thường đó SEC họ sẽ ra quyết định là từ chối hết hay là chấp nhận hết chứ không có ra quyết định riêng lẻ các bạn tại vì từ chối hết chấp nhận hết thì nó sẽ công bằng hơn với công ty này họ sẽ tự tranh đấu với nhau trên thị trường chứ nếu như mà chấp nhận một cái mà không chấp nhận những cái còn lại mà phải đợi đến 1 2 tháng sau thì sẽ bị kiện. Cho nên SEC sẽ quyết định vào ngày 23 tháng 5. Nhưng mà đáng tiếc đó, đến thời điểm bây giờ thì Bloomberg vẫn có quan điểm là khả năng sẽ bị từ chối. Lý do cũng đơn giản tại vì cho tới bây giờ vẫn chưa thấy là SEC tương tác nhiều với những công ty này. Cho đến khi nào mà SEC thực sự tương tác đó, thì mới có cơ hội. Bây giờ đó SEC phần lớn là im lặng thì khả năng sẽ bị từ chối đó chính là quan điểm đến từ Bloomberg. Đương nhiên Quan điểm của Bloomberg đó thì được xem trọng tại vì họ là một trong những công ty mà dẫn đầu trong việc xác nhận Bitcoin transport ETF trong khi mà nhiều người nói là khả năng cao sẽ bị từ chối. Ngay những ngày đầu tiên đó, thì Bloomberg đã nói là khả năng là 70% và sau khi mà kêu thắng kiện đó, thì họ nói là khả năng là 90% và hoàn toàn không thay đổi các bạn. Cho đến phút cuối, những công ty kia như là JP Morgan mới thay đổi quan điểm nhưng mà Bloomberg là một trong những công ty dẫn đầu trong cái dự đoán này và bây giờ họ nói là khả năng cao sẽ không được thông qua thì có thể nghĩ thế này các bạn Đối với thuận thì chúng ta cứ nghĩ là sẽ bị từ chối đi Nếu như mà thuận nói sai thì đó là một sự bất ngờ rất là tốt cho thị trường các bạn Đó là cái cách mà thuận suy nghĩ về Ethereum Smart ETF hiện tại Hôm nay đó thì Larry Fink, CEO của BlackRock đã lên trên đài truyền hình các bạn Lên trên chương trình The Clayman Countdown Và đã chia sẻ rất là nhiều điều Và trong đó đương nhiên là có những điều liên quan đến Bitcoin và Ethereum Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới từ trước đi Tại vì chúng ta đã nói về Ether mà thì Larry Fink, CEO của BlackRock được hỏi về Ether ngày hôm nay trên chương trình The Clayman Countdown thì ông nói đó là SEC gọi Ether là gì cũng được, không quan trọng. Thì để hiểu rõ hơn đó là chúng ta thấy Charles Gasparino các bạn, người ở bên tay phải này Le Fin là cái người ngồi chính giữa các bạn. Thì uh, cái người ngồi bên tay phải đó, Charles đã nói là có rất nhiều ý kiến về việc SEC muốn tuyên bố Ether là một chứng khoán, điều này sẽ loại bỏ Ether khỏi danh mục là một hàng hóa. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với quỹ Bitcoin Spot ETF và đương nhiên Charles đang hỏi uh, Le Fin. Thì Le Fin nói gì các bạn? Le fin nói đó là tôi không nghĩ rồi sau đó ông giống như là ngưng lại ông không muốn chia sẻ quá nhiều à, nhưng mà ông này nói là tôi thật sự không thể bình luận nhiều về điều này nhưng tôi không nghĩ là phân loại đó có ảnh hưởng nhiều thì uh, tiếp tục Gasparino lại hỏi là vậy ngay cả khi mà Ether là một chứng khoán anh vẫn có thể ra mắt Ether Spot ETF Phiên nói là vâng tôi nghĩ là như vậy các bạn wow có nghĩa là Phiên nói cho dù là Ethereum là một chứng khoán đi nữa thì ông vẫn có thể ra mắt quỹ Eter ETF. Cái này đã làm cho tôi cũng khó hiểu các bạn nhưng mà Lafeng là CEO của công ty đầu tư lớn nhất trên thế giới Blackrock các bạn. Blackrock quyền lực như thế nào? Nhiều người nói là chúng ta có chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà quyền lực hơn nữa đó chính là Blackrock các bạn họ quản lý là hơn 10 nghìn tỷ tiền đầu tư thì đương nhiên ông sẽ biết rất là rõ thì có khả năng là SEC có thể là muốn liệt Ether là chứng khoán nhưng mà có thể là ở một giai đoạn nào đó mà thôi có thể là sẽ đòi hỏi những công ty như là chúng ta nói tới quỹ Ethereum phải đóng phạt rồi sau đó cứ tiếp tục giống như, như chúng ta đã từng nhìn thấy SEC phạt đồng EOS cũng có thể chúng ta không biết sự thật như thế nào nhưng mà đến bây giờ đó SEC vẫn không có nói gì hết các bạn và cũng không có vụ kiện nào đi quan tới Ether hiện tại nhưng mà đó là quan điểm đến từ Le Fin về Ether cho dù là Ether là gì đi nữa thì ông nghĩ ông vẫn có thể ra mắt quỹ Ether Smart ETF nhưng mà ông không có bình luận là tháng năm này có cơ hội hay là không chúng ta thấy được là cũng trên cái chương trình này ngày hôm nay đó thì Lê à, cũng đã được hỏi về bitcoin spot etf thì à, Lê nói là về bitcoin nói riêng đó thì tôi rất lạc quan về khả năng tồn tại lâu dài của bitcoin chúng tôi đang tạo ra một thị trường có nhiều tính thanh khoản minh bạch hơn và tôi thật sự bất ngờ tôi chưa bao giờ dự đoán được điều đó trước đây Tôi không nghĩ là cái nguồn cầu lớn như vậy và ông đang nói đến là cái nguồn cầu để mua Bitcoin Smart ETF quá lớn các bạn. Đây là một trong những sản phẩm cực kỳ quan trọng và là một sản phẩm mà có thể kiếm được rất nhiều tiền cho BlackRock. Và đây sẽ là ETF thành công nhất trong tất cả ETF. Đó chính là quan điểm của Lê Phiên. Trong thời gian tới đây đó thì ông tin là quỹ Bitcoin Smart ETF của BlackRock sẽ trở thành nguyên thoại trong thị trường ETF đó các bạn. thì Và ông rất là vui và cười rất là to trong cái chương trình này ngày hôm nay đó chính là quan điểm của Lehman hoàn toàn không có gì thay đổi so với là trước đây các bạn ông vẫn rất là bullish về tình hình chung của thị trường. Và chúng ta thấy được là cái quỹ mà token hóa tài sản của BlackRock đó, cái quỹ Buildo được xây dựng trên mạng của Ethereum đó thì hiện bây giờ đã có tổng cái số lượng tài sản là khoảng 160 triệu đô la. Thuận có đọc một cái bài viết hồi sáng này các bạn, bài viết này đó là đến từ CoinDesk, họ nói là đã có 245 triệu trong cái quỹ BlackRock này nhưng mà khi thuận xem thông tin đó, ở trên trang web uh, rwa.xyz các bạn thì chúng ta nhìn thấy được là về công trái phiếu đó thì cái quỹ này thường lại like, cái quỹ của BlackRock bây giờ token hóa trên uh, mạng lưới Ether thì chỉ có khoảng chừng 160 triệu đô la mà thôi các bạn thì uh, vẫn tăng rất là nhiều các bạn tăng 60 triệu so với cái tay vài ngày vài ngày trước chỉ có 100 triệu mà thôi bây giờ ra 160 triệu rồi uh, là cái quỹ token hóa tài sản lớn thứ nhì chỉ đứng sau lưng cái quỹ Franklin thôi các bạn Franklin thì sử dụng mạng Stellar và Polygon nhưng mà BlackRock thì sử dụng mạng Ether hiện tại uh, và đây là cái quỹ lớn thứ nhì và hiện bây giờ đó thì những quỹ này đang lưu trữ công trái phiếu thô kinh hóa thuộc địa không rõ thị trường này đó là họ bán cho ai trên căn bản đó chúng ta cũng không phải là những người mà sẽ thu mua những cái loại token này đâu hiện bây giờ tôi nghĩ là họ token hóa xong họ đã có sẵn người mua rồi các bạn cho nên họ mới token hóa thay vì là cái người mua đó phải sở hữu trái phiếu trực tiếp trên sàn chứng khoán có thể là khó khăn hay là tốn kém thì bây giờ họ có thể mua những cái token này trong cái quỹ build của công ty BlackRock các bạn và với cái tốc độ này đó các bạn nhìn thấy được là hiện bây giờ cái số lượng công trái phiếu token hóa đã lên tới 876 triệu rồi các bạn. Trong thời gian ngắn nữa thôi là sẽ lên tới 1 tỷ đô la. Chúng ta cũng thấy được là chúng ta có thượng nghị sĩ Cynthia Loomis. Thì đây là một trong những thượng nghị sĩ đã ủng hộ crypto nhiều năm các bạn. Và bà sẽ phát biểu tại hội nghị thượng định chính sách Bitcoin tại Washington DC về tầm quan trọng của việc đào Bitcoin tại Hoa Kỳ cái bạn thi được là Bitcoin bây giờ đã có được sự ủng hộ của rất nhiều giới chính trị ở Hoa Kỳ. Tại vì sao? Thì cũng đơn giản thôi. Tại vì rất nhiều người trẻ bây giờ họ thích crypto. Cho nên họ chỉ muốn bầu cho những người nào mà thích crypto mà thôi các bạn. Cái thông tin kế tiếp <laughs> là một cái thông tin mà có thể làm cho nhiều bạn bất ngờ. Các bạn đã nhớ là chúng ta nói tới công ty Nine làm Resources các bạn. Đây là cái công ty đào vàng mà cách đây 2 ngày đó có thông báo là họ muốn mua lại một công ty khác mà đang sở hữu tổng cộng là 24.800 Bitcoin nghĩa là 1 tỷ 2. Ngay sau đó các bạn, cổ phiếu của công ty này ngày hôm qua đã tăng hơn 1.000%. Thôi đã chia sẻ trong video ngày hôm qua nhưng mà đáng tiếc ngày hôm nay là cổ phiếu này đã đâm trở về 94% các bạn. Bây giờ chỉ còn có 1 cent mà thôi. Và CEO của công ty này làm đã từ chức và công ty này đã, đã thông báo <laughs> là họ nói đã có một cái sự hiểu nhầm rất là lớn vì tài liệu tài chính của công ty nai lầm này cho thấy họ chỉ có khoảng chừng là 70 triệu đô la tài sản trong quỹ cổ đông và chỉ có một triệu rưỡi USD từ mặt mà thôi các bạn lấy đâu ra 1 tỷ 2 để mà mua 24.800 Bitcoin thì uh, những cái sự kiện như thế này các bạn chúng ta mới thấy được là thị trường chứng khoán nó, cũng có như cái sự động như thế nào chúng ta nói tới crypto dao động nhiều nhưng mà chúng ta thấy được là trong chứng khoán nó cũng có những cái cổ phiếu mà nó cái giá thấp như thế này các bạn dao động rất là nhiều hàng ngày luôn chúng ta có những cái giống như là zero day option các bạn nghĩa là option không ngày nó cũng dao động cực kỳ cao cho nên trong thị trường chứng khoán đó, chúng ta có vô số những sản phẩm dao động không kém như crypto nhưng mà nhìn vào tình cảnh này đó thì nhìn rõ như ban ngày là một cái pummel đâm các bạn ra cái tin tức rồi sau đó là hiểu nhầm rồi sau đó ceo từ chức rồi các bạn thấy là giá cổ phiếu lại đâm ngược trở xuống không biết là SEC có điều tra hay là không họ là ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ các bạn nhưng mà những vụ này ra là không có thấy họ nhắc đến nhiều cũng như chúng ta đã nói tới vào tháng 3 năm ngoái đó khi mà chúng ta thấy có những cái ngân hàng địa phương sụp đổ thì trước khi sụp đổ đã có nhiều những người tay trong họ bán nhiều cổ phiếu nhưng mà tới bây giờ vẫn không thấy điều tra các bạn SEC là cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ nhưng mà họ chỉ thích quản lý crypto thôi các bạn nhưng mà thường cảm thấy cái điều thú vị nhất trong cả cái vụ này đó Chính là công ty đào vàng họ nói là họ không có tiền để mua Bitcoin <laughs> Chúng ta bây giờ hãy cập nhật nhanh đi qua KuCoin cool đi Thì KuCoin cool đã thấy cái số lượng rời khỏi cực kỳ cao các bạn từ hôm qua tới bây giờ Trong vòng một ngày mà thôi sau khi mà bộ tư pháp Hoa Kỳ truy tố sàn KuCoin và hai người sáng lập đó thì đã có hơn 1 tỷ đô la các bạn, hơn 1 tỷ đô la được rút ra khỏi sàn KuCoin. Tổng tài sản bây giờ đó đã giảm xuống từ 6 tỷ xuống còn 4,8 tỷ trên sàn KuCoin mà thôi. Trong vòng một ngày các bạn thì ít ra đó tính thanh khoản của họ vẫn là đang rất tốt hiện tại và các bạn vẫn rút được tiền. À, chỉ là cần phải chờ đợi lâu một chút mà thôi nhưng mà các bạn thấy họ đã xử lý hơn 1 tỷ đô la trong giờ một ngày rồi mọi người cũng khá là lo lắng. Sang này bây giờ đó họ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động và hôm nay đó có một cái thông tin, thông tin này đó là đến từ CEO của sàn KuCoin các bạn là Johnny Liu. thì uh, CEO của KuCoin nói là sẽ có một cái air Airdrop này ra đáng giá lên tới là 10 triệu đô la USD nhưng mà sẽ được phân phối bằng token KCS, token của họ và token BTC. Và lý do tại sao? Tại vì họ nói là có nhiều người lo lắng hay là có nhiều người khi mà rút tiền đó họ phải chờ đợi lâu cho nên để có thể cho thấy cái sự biết ơn của mọi người đối với cái sự ủng hộ sàn KuCoin họ sẽ airdrop cái số lượng này nhưng mà không biết bao nhiêu người nhận được họ nói là trong vòng khoảng chừng 3 ngày nữa thì họ sẽ cung cấp những cái chi tiết là các bạn làm sao để có điều kiện để nhận được cái airdrop này và dựa theo một số những cái tài liệu bên ngoài mà thôi các bạn tin đồn mà thôi thì uh, hai cái người mà sáng lập sàn KuCoin họ đang muốn bán cái sàn này và hiện bây giờ vẫn chưa biết là ai sẽ mua lại sàn KuCoin tại vì các bạn thấy được là dính vào cái vụ kiện này thì khá là phiền phức nó không giống như là SEC các bạn SEC là ra tòa thì mạnh là này nói gì nhưng mà đối với những cái vụ kiện đến từ bộ tư pháp đó là kiện hình sự các bạn không có khéo đó là phải vô tù và có thể lên tới 5 năm cho mỗi một người đó chứ không phải là chuyện nhỏ đâu à, bây giờ đó là cái thông tin mới nhất liên quan tới KuCoin mà thùng muốn mang đến cho các bạn chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Optimism các bạn đây chính là cây mạng lưới tầng 2 của Ethereum thì họ đã quyết định dùng 850 triệu đô la token up trị giá là 3.3 tỷ đô la để mà tài trợ cho cộng đồng để mà phát triển mạng lưới này các bạn. Quán tài trợ chiếm 20% tổng nguồn cung ban đầu của Optimism và sẽ được thực hiện qua 4 dòng bắt đầu từ tháng 5 cho đến cuối năm 2024 nhằm hỗ trợ các nhà phát triển dự án từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong hệ sinh thái của Optimism. Và chương trình tài trợ này đó là một phần của cái sáng kiến gọi là Retroactive Public Goods Funding. Mục tiêu là thưởng cho những đóng góp quan trọng cho phát triển của Optimism chủ yếu là những cái dự án mà họ tạo ra những cái gì đó miễn phí nhưng mà họ vẫn cần cái chi phí để mà vận hành các bạn thì sẽ nhận được cái số tiền này để mà khuyến khích sự đổi mới và tham gia rộng rãi hưởng ứng tới một tương lai bền vững cho blockchain và crypto. Đó là cái lý do tại sao mà họ muốn airdrop cái số lượng tiền lớn như vậy cho những cái dự án trong hệ sinh thái của Optimism thì các bạn cũng nên hiểu là Ethereum tuy là mạng lưới bây giờ đó vẫn đang chậm hiện tại nhưng mà nó giống như là Bitcoin các bạn đó là mạng lưới chính nó an toàn hơn lâu đời hơn nhưng mà ngược lại đó hệ sinh thái của Ether lại có rất là nhiều những cái mạng lưới tầng hai như chúng ta nói tới Polygon chúng ta nói tới Base chúng ta nói tới Optimism và nhiều những mạng lưới khác các bạn tổng cộng thương nhớ hình như là tới 40 mạng lưới tầng hai của Ethereum hiện tại hệ sinh thái đó không hề nhỏ đâu cho nên khi chúng ta nói tới là so sánh Ether với những hệ sinh thái khác đó chúng ta phải so sánh luôn tầng hai của Ethereum là một phần của Ether các bạn. Chúng ta cũng có một cái công ty có tên là Giga Energy. Đây là một cái công ty mà họ đang đào Bitcoin ở tiểu bang Texas ở Hoa Kỳ các bạn. Thì họ cũng đang muốn đa dạng hóa và họ sẽ bắt đầu đào Bitcoin ở nước Argentina các bạn. Và chủ yếu đó là họ muốn sử dụng cái năng lượng gọi là gas flaring là các bạn thấy là khi mà họ giống như là sản xuất uh, dầu hỏa đó thì uh, thường sẽ có một cái ống dẫn khí rồi các bạn thấy là lâu lâu đó lại uh, có lửa phun lên thì cái đó là những cái lãng phí năng lượng các bạn tại vì uh, khi mà họ sản xuất dầu đó thì sẽ có một phần nó chạy lên như vậy và nó sẽ không có sử dụng được gì hết các bạn cho nên nó phải được thoát ra bằng cách là bị đốt như vậy nhưng mà những cái năng lượng đó có thể được dùng để mà đào bịt khôi và đó là cái mà công ty này muốn sử dụng ở Argentina các bạn đó chính là những cái thông tin liên quan tới crypto tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Còn về tình hình chung đó thì chúng ta thấy được là chứng khoán ngày hôm nay cũng đã có một cái sự hồi phục đối với Dow Jones cũng khá là đáng kể các bạn. Dow Jones đã tăng 1.22%, S&P 500 đã tăng 0.86 và Nasdaq đã tăng 0.51. Pre market bây giờ thì không có thay đổi nhiều. Còn về hợp đồng dầu đó thì vẫn như vậy các bạn ở mức là 81 đô 73 cent cho một thùng dầu. Vàng đó thì vẫn mức cao 2.215 đô cho một ounce vàng các bạn. Thì có phải là mức cao nhất hay chưa? Thường nhớ hình như là gần đây chúng ta thấy cái mức cao hơn rồi. À, đúng rồi các bạn, cũng rất là cao. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cũng đã gần đỉnh rồi. 2.221 là cái đỉnh của hợp đồng vàng. Vàng rất là tốt gần đây các bạn. Chúng ta có thể thấy được ngày mai đó là cái ngày định mệnh của Sam Free. Tại vì ngày mai là kết thúc cái câu chuyện này các bạn. Ngày mai... Simon Free sẽ ra tòa để mà lãnh án Lãnh án bao nhiêu đó thì chúng ta chưa có biết Các bạn đã biết là có một cái sự khác biệt rất là lớn Giữa ở bên Simon Free đó luật sư nói là 5-6 năm là đủ rồi Nhưng mà ở bên công tố viên họ nói là 40-50 cho đến năm Không biết là tới cuối cùng là thẩm phán sẽ phán xét bao nhiêu các bạn Nhưng mà Simon Free bây giờ đó thường nhớ là 32 tuổi Cho dù là chỉ lãnh phân nửa cái số mà công tố viên đưa ra là khoảng 25 năm thì các bạn thấy được là tới lúc mà ra tù đã là 60 mấy 70 tuổi rồi các bạn đâu còn bao nhiêu thời gian nữa chúng ta sẽ biết ngày mai kết quả của vụ này là như thế nào và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, okx Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn